Cũng nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay ngày 19 tháng 6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức hoạt động thể thao văn nghệ chào mừng sự kiện này. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đội ngũ người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Sở Thông tin Truyền thông, các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo thường trú trên địa bàn tỉnh. Các anh chị em đã cùng tham gia các môn như bóng đá nam 5 người, môn ném bóng vào rổ 5 người trên một đội và đặc biệt là liên quan karaoke với các tiết mục sôi nổi của các anh chị em làm báo, mang lại không khí vui tươi trong dịp kỷ niệm quan trọng như thế này. Để kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thì Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên mà tổ chức được một cái chuỗi sự kiện rất là có thể nói là phấn khởi, tạo cái sinh khí cho anh em tham gia để thiết thực kỷ niệm ngày 97 năm ngày Cách mạng Báo chí Việt Nam. Thì đối với Hội Nhà báo Việt Nam thì nhiều năm qua chúng tôi cũng có nhiều cái hạn chế về kinh phí cho nên chưa tổ chức được một cách là đều đặn. Nhưng mà năm nay đối với hội thao và kết hợp với lại liên quan karaoke thì chúng ta sẽ, nếu mà nói là chơi thì anh em rất là phấn khởi rồi, bởi vì nó có cái sự giao lưu của nhiều đơn vị, rồi anh em cảm thấy là có thể là thư giãn sau những ngày chúng ta công tác mệt nhọc. Và đây cũng là những cái hoạt động thiết thực để tạo sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ của toàn bộ hội viên. Năm nay là tuy không phải là năm chẵn, nhưng chúng tôi cũng nỗ lực để mà tranh thủ từ nguồn kinh phí của địa phương cũng như là vận động xã hội hóa từ một số doanh nghiệp như là điện lực, như công ty điện lực Sóc Trăng, rồi công ty cổ phần in Sóc Trăng và chỗ công ty cổ phần Nhật Minh. Nhiều đơn vị lắm, rất là nhiều đơn vị đã tham gia cùng chúng tôi để mà chúng tôi tổ chức một cái chuỗi sự kiện. Ngày 17 thì đã có một cái chuỗi sự kiện gặp mặt báo chí ở công ty điện lực Sóc Trăng. Ngày 18 thì chúng tôi vừa mới tiến hành xong một cái cuộc họp mặt truyền thống của các đài truyền thanh cấp huyện. Dù là họp mặt các đài truyền thanh cấp huyện nhưng vẫn có sự tham gia của các cái chi hội trực thuộc tỉnh hội như là chi hội STV, chi hội báo Sóc Trăng, chi hội tạp chí văn nghệ, câu lạc bộ nhà báo nữ, câu lạc bộ nhà báo cao tuổi. Rồi hôm nay thì chúng ta có cái hội thao hai môn thể thao và một cái liên quan karaoke. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành một cái cuộc họp mặt truyền thống chính thức với sự hiện diện của lãnh đạo địa phương, tỉnh ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, mặt trận tổ quốc. Và thêm nữa là trong chủ sự kiện này thì báo Sóc Trăng cũng sẽ tổ chức vào ngày 21 một cái hoạt động hội thảo nhân kỷ niệm 30 năm thành lập báo. Sau thời gian do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hoạt động kỷ niệm còn hạn chế. Đến nay, các anh chị em làm báo được trở lại với các hoạt động kỷ niệm với quy mô lớn hơn, thu hút lực lượng đông đảo hơn. Từ đó, các vận động viên là những người làm báo tỉnh nhà cũng nhiệt tình, hứng khởi hơn ở từng môn thi đấu, góp phần tăng thêm niềm vui ý nghĩa cho ngày hội. Tham gia thì tôi rất là vui, phấn khởi. Đây là dịp để anh em có dịp để giao lưu, gặp gỡ, rồi trao đổi kinh nghiệm cũng như là tham gia các hoạt động thể thao để giúp ích cho bản thân, nâng cao sức khỏe sau những giờ làm việc. Sau tình hình dịch bệnh COVID phức tạp thì không có tổ chức được, thì năm nay hội tổ chức được thì anh em rất là vui, rồi tham gia rất đông đủ và nhiệt tình, hăng hái. Riêng bản thân tôi thì tôi thấy cái ngày hội này rất là tạo cho mình cảm giác rất là vui và phấn khởi. Cũng đây là cũng là cái dịp để mà anh em làm báo có thể gặp nhau rồi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, rồi đây là một cái ngày để mà mình gặp mặt lại rồi vui chơi, có nghĩa là mình giải tỏa những cái công việc áp lực, những công việc mà hàng ngày chúng ta làm. Thì riêng bản thân tôi thì ngày hôm nay thì tôi thấy rất là vui và phấn khởi. Mình tham gia cái giải bóng đá có đội đài truyền hình, đội liên quân các huyện, rồi đội báo Sóc Trăng như là sở thông tin truyền thông. Thì sáng giờ thì cũng vui rồi, đá cũng thắng một trận rồi, vì một lát nữa thì tham gia trận thứ hai. Thì bản thân thì cảm thấy rất vui và cũng hy vọng là ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều vui. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội ở hai môn bóng đá nam và ném bóng vào rổ và trao các giải ở liên quan karaoke. Qua các hoạt động góp phần nhân lên niềm vui trong ngày kỷ niệm và gắn kết thêm tình đồng chí đồng nghiệp cùng nhau tiếp thêm lửa nghẹn.